kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bước sang ngày thứ hai phiên xét xử bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng và 12 bị cáo khác trong vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép, nhận hối lộ. Sau khi kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đọc tóm tắt lại cáo trạng vụ án. Các bị cáo đều thừa nhận với các tình tiết đã khai trong bản cáo trạng. Đặc biệt, cũng trong phiên xét xử sáng ngày 11 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Ca phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 10 đến 11 năm tù. Bị cáo Trương Xuân Đức phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đề nghị mức án 24 đến 30 tháng tù, tội đưa hối lộ với mức án 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Tổng hình phạt đề nghị là 9 đến 10 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đề nghị mức án 18 đến 24 tháng tù, tội đưa hối lộ với mức án 3 đến 4 năm tù. Tổng hình phạt đề nghị là 4 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đình Đương phạm tội nhận hối lộ, đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù. Bị cáo Đỗ Thanh Hoài phạm tội nhận hối lộ, đề nghị mức án 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đặng Khắc Thành phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đề nghị mức án 18 đến 24 tháng tù. Cùng tội danh với bị cáo Thành, bị cáo Hà Thị Bích Nhàn bị đề nghị mức án 15 đến 18 tháng tù. Với 6 bị cáo phạm tội trốn thuế, đề nghị không áp dụng hình phạt tù, chỉ phạt hành chính. Cụ thể đề nghị, bị cáo Đỗ Thị Đùa bị phạt từ 2,5 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Hà Thị Trang bị phạt từ 1,5 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng. Vũ Ngọc Tú bị phạt từ 1,2 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng. Chu Thị Thu Hiền bị phạt từ 700 triệu đồng đến 800 triệu đồng. Nguyễn Hiển Tài bị phạt từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Ngô Văn Tuyên bị phạt từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng. Trong bản luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá các bị cáo đã thành khẩn khai báo, các lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hữu Ca là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận. Các bị cáo Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài phạm tội nhận hối lộ. Các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Đỗ Thị Đùa, Hà Thị Trang, Chu Thị Hiền, Nguyễn Hiển Tài, Ngô Văn Tuyên phạm tội trốn thuế. Đối với bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài bị truy tố tội trốn thuế đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất uy tín của nhân dân với cơ quan nhà nước. Đối với tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo đã vì động cơ vụ lợi, mắc ngoặc với nhau để hình thành lợi ích nhóm, thực hiện hành vi vi phạm nhiều tội nên cần xét xử nghiêm minh. Cũng tại phiên tòa diễn ra vào sáng 11 tháng 4, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã bất ngờ thay đổi lời khai, thành khẩn khai báo, xin ăn năn hối cải về hành vi của mình. Bị cáo Ca đồng ý với nội dung cáo trạng đã nêu, truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm trở về với gia đình xã hội. Khi được hỏi có suy nghĩ gì về những lời khai trước đó tại tòa ngày 10 tháng 4, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ rất nhiều và nhận thấy nhận thức pháp luật của mình chưa đúng. Bị cáo Ca thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của mình là đúng, phù hợp với kết luận điều tra. Bị cáo Ca trình bày trước tòa, tôi nhận tội đúng như cáo trạng truy tố trước đó. Trong quá trình điều tra, tôi thành khẩn khai báo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hữu Ca là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền và sở hữu hợp pháp tài sản của công dân, pháp luật bảo hộ, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của đảng viên. Bị cáo Đỗ Hữu Ca không có khả năng chạy tội cho Trương Xuân Đức, nhưng vẫn nhận số tiền 35 tỷ đồng. Sau đó, nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra nên chủ động nộp lại. Với việc được giảm nhẹ mức án, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã thành khẩn khai báo, nộp lại số tiền 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đức. Trong quá trình công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được tặng 6 huân chương các loại, nhiều bằng khen của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, bị cáo Đỗ Hữu Ca còn đang mắc nhiều bệnh nền, được nhiều cơ quan ban ngành tại thành phố Hải Phòng có đơn xin giảm án. Do đó, bị cáo Ca được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Trong phiên xét xử diễn ra ngày 10 tháng 4, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nhận được văn bản của nhiều cơ quan, đơn vị đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Theo thông báo từ chủ tọa, ngoài một số cơ quan nơi ông Đỗ Hữu Ca từng công tác, sinh sống, gửi đơn xin giảm nhẹ, thì còn có nhiều người dân đi đến tòa gửi đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho cựu giám đốc Công an Hải Phòng. Theo thông báo từ chủ tọa, một số cơ quan nơi ông Ca từng công tác như Công an thành phố Hải Phòng, Hội luật gia thành phố Hải Phòng gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Chính quyền địa phương nơi ông Ca sinh sống như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, xã Kinh Giang cũng có đơn xin giảm nhẹ cho ông Đỗ Hữu Ca. Đáng chú ý, chủ tọa cho biết trước khi phiên xét xử diễn ra, có rất đông người dân đi ô tô đến tòa gửi đơn xin giảm nhẹ cho ông Đỗ Hữu Ca. Theo nội dung đơn của Hội luật gia thành phố Hải Phòng gửi đến tòa, ông Đỗ Hữu Ca từng có hơn 2 nhiệm kỳ làm phó chủ tịch hội này. Ông có nhiều đóng góp cho hoạt động và công tác phát triển hội, được nhiều bằng khen của Trung ương Hội luật gia Việt Nam, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn của Hội luật gia thành phố Hải Phòng cho biết, toàn bộ thiệt hại do hành vi sai phạm của ông Ca gây ra đã được khắc phục. Hiện nay hoàn cảnh gia đình ông gặp nhiều khó khăn, vợ ông bị bệnh nặng phải điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài. Đơn của Hội luật gia thành phố Hải Phòng đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ để ông Đỗ Hữu Ca sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Trong đơn gửi đến tòa, Công an thành phố Hải Phòng cho biết ông Đỗ Hữu Ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Trong đơn, Công an Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của Thủ tướng, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Từ đó, Công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Kết thúc phần công bố trên, hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi đối với tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, gồm 4 bị cáo: Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Đức và Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhan đều là lao động tự do. Người đầu tiên tòa gọi lên thẩm vấn là giám đốc công ty Thái Bình Dương, ông Trương Xuân Đức. Ông Đức được gọi là chủ mua bán hóa đơn ở khu vực Đông Bắc và có mối quan hệ thân thiết lâu năm với cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Tại Hải Phòng, ông Đức từng được gán biệt danh Đức Ca. Trước bục khai báo, ông Đức nói bị cáo bị bắt 3 tháng, bị cáo xúc động và cho biết mình bị gặp vấn đề về tai. Bị cáo Đức thừa nhận bắt đầu buôn bán hóa đơn trái phép kiếm lời từ năm 2005 khi thành lập công ty cổ phần Khánh Dung. Sau đó ông Đức thành lập và điều hành 26 công ty cùng với mục đích mua bán hóa đơn trái phép. Cũng tại phiên tòa, khi được hỏi về các công ty mà đã thành lập để mua bán hóa đơn, bị cáo Trương Xuân Đức cho biết chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên, còn những công ty khác sau này bị cáo không nhớ nổi tên. Chủ tọa phải đọc lại nội dung cáo trạng thể hiện ông Đức cùng vợ mình là Nguyễn Thị Ngọc Anh dùng nhiều thủ đoạn mua bán trái phép hơn 21.000 hóa đơn. Tổng số tiền vợ chồng ông Đức bị cáo buộc thu lời bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép là hơn 41 tỷ. Sau khi nghe tòa công bố nội dung trên, ông Đức xác nhận cáo trạng truy tố là chính xác và không có ý kiến gì. Ngoài hành vi trên, ông Đức còn bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ. Về phần vợ Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn. Điều khó hiểu, khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở, bị cáo Ngọc Anh nói không thu giữ gì. Điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo.